sản, khu Đông Kinh Nam được xem là điểm nóng bởi nơi đây có vị trí vô cùng quan trọng. Đây là những lý do khiến cho giá đất quận 9 trong thời gian vừa qua liên tục tăng. Những năm gần đây, khu Đông, đặc biệt là quận 9 đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc tăng cường đất vàng, đó là cụm từ chính xác nhất. Không còn là một vùng ven với rừng rậm và đầm lầy. Không còn là những khu dân cư thưa thớt và những con đường đất sập xệ. Chỉ trong vòng 5 năm, với cú hích đầu tiên từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quận 9 đã chuyển mình với những dự án quy mô và cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, trở thành miền đất hứa, nơi an cư cho hàng vạn gia đình và là mỏ vàng cho giới đầu tư bất động sản. Nhờ chính sách phát triển hạ tầng của thành phố với định hướng vào khu vực phía đông, hàng loạt dự án trọng điểm đã và đang được hoàn thành tại quận 9. Đồng thời, các con đường huyết mạch như Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh được nâng cấp trở nên rộng rãi, khang trang hơn. Quận 9 đang dần trở thành cửa ngõ giao thông của thành phố. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm đều đi qua quận 9. Việc di chuyển đến các khu vực lân cận và trung tâm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Khi đi vào khai thác vận hành, sẽ biến quận 9 trở thành một trong những khu vực tấp nập nhất thành phố. Nằm cạnh trung tâm Sài Gòn náo nhiệt, nhưng quận 9 vẫn giữ được những khu vực phong cảnh gần gũi với thiên nhiên, sông nước. Bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Tắc, sông Ông Nhiêu, khí hậu trong khu vực quận được điều hòa luân chuyển, tạo cảm giác mát mẻ quanh năm. Với nhiều mảng xanh và mật độ xây dựng thấp hơn các quận khác, quận 9 là một trong những quỹ đất hiếm hoi của thành phố, có thể mang đến một không gian nghỉ dưỡng riêng biệt trong lành. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế, quận 9 sẽ tiếp tục là điểm nóng của thị trường. Ngoài những hệ thống hạ tầng hiện hữu, quận 9 đang được đầu tư xây dựng hàng loạt hệ thống hạ tầng mới. Giao thông thuận tiện, không gian sống trong lành, tốc độ phát triển chóng mặt. Quận 9 đang dần vươn lên thành một trong những khu vực đáng sống nhất thành phố Hồ Chí Minh năng động, một vị trí vàng của tương lai.